gần đây các cơ quan chức năng liên tục tiếp nhận nhiều vụ án mạng như vợ giết chồng chồng giết vợ thậm chí giết cả con chỉ vì những mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân dù những mâu thuẫn này lớn đến đâu thì hành vi giết người thân không phải là một cách giải quyết hơn nữa khi cha mẹ mất đi hoặc phải chịu cảnh tù tội vì giết người những đứa trẻ vô tội lại chính là nạn nhân cuối cùng góc cảnh báo hôm nay cùng bàn luận về vấn đề này Mới đây, Công an quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và điều tra nghi án vợ đâm chồng tử vong xảy ra tại chung cư City Garden, đường Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh. Được biết trước đó người dân nghe tiếng hai vợ chồng cãi nhau, sau đó thì phát hiện người đàn ông gục chết với vết thương ở bụng. Hay trước đó, tại tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Tiến Lưu, 38 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, đã nhẫn tâm ra tay giết con ruột 10 tuổi, rồi gửi lên nhóm Zalo, công ty, nơi vợ đang làm việc để báo tin được biết nguyên nhân xảy ra vụ việc thương tâm này cũng xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai vợ chồng khi xảy ra những vụ việc vợ giết chồng chồng giết vợ thì con cái của họ sẽ như thế nào chắc chắn một điều rằng trong quá trình phát triển trẻ sẽ thiếu đi sự chăm sóc yêu thương từ một trong hai hoặc cả hai đấng sinh thành điều này là dễ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý cũng như sự phát triển của trẻ em vậy thì rõ ràng từ mâu thuẫn của người lớn trẻ con lại là người gánh chịu hậu quả về sau Mỗi vụ án mạng xảy ra trong hoàn cảnh điều kiện khác nhau, nhưng hầu hết để lại hậu quả rất thương tâm. Để phòng ngừa thực trạng này, điều quan trọng nhất là ý thức của mỗi cá nhân và việc xây dựng nếp sống trong mỗi gia đình. Phân tích từ góc độ tâm lý học, tiến sĩ Dương Thị Thanh Thành, trưởng bộ môn tâm lý học trường Đại học Vinh cho rằng trong quá trình chung sống, vợ chồng không thể không phát sinh những khúc mắc mâu thuẫn. Điều quan trọng là phải tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ với nhau để vượt qua khúc mắc Bên cạnh đó, người thân trong gia đình, hàng xóm láng giềng hay chính quyền địa phương nên thường xuyên hỏi hàng, quan tâm đời sống lẫn nhau để kịp thời chia sẻ những câu chuyện buồn vui, cho lời khuyên tích cực nhằm hóa giải mọi mâu thuẫn. Thưa quý vị, mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân là khó tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể hóa giải mâu thuẫn bằng nhiều cách khác nhau, sao cho vẫn duy trì sự hạnh phúc và ý nghĩa của một gia đình. Có như vậy thì những đứa trẻ vô tội mới không phải chịu tổn thương.